với thầy chứ không mà mất thời gian. Vậy là cái ba câu hỏi này là tụi con biết hết rồi phải không? Dạ rồi. Rồi, vậy là tốt quá. Vậy là hôm nay mình cái này con tụi con cũng biết luôn rồi phải không? Dạ đúng thầy ạ. Rồi, vậy tốt quá rồi. Vậy thì hôm nay thầy cho mình vô cái mục này. Bữa nay thì cái gì đó thì bây giờ thì tụi con đã học với thầy rồi, biết là thầy là luôn luôn nói một điều mà thực sự là thầy không có dạy tụi con bao nhiêu đâu, mà thầy là giúp cho tụi con tự khám phá lấy chính mình. Như là thầy Copernicus đã nói với con này về giáo dục đó. Cho nên là khi tụi con học với thầy đó thì có mấy cái yêu cầu của thầy là tụi con theo dõi tương tác với thầy. Cái tương tác nó rất cần để giúp cho tụi con tự khám phá lấy mình. Ở rồi sau khi tụi con tương tác xong thì tụi con sẽ nắm được vấn đề ngay. Và tụi con thực sự ra thì trí nhớ thì kém lắm. Cho nên thầy thì phải vận dụng cái suy luận của mình. Ba câu hỏi mà thầy nêu đó và nó sẽ giúp cho tụi con nắm bắt được vấn đề. Cho nên đừng có lo lắng cái chuyện gọi là học bài rồi thuộc lòng rồi phải nhớ. Còn thi cử á thì tụi con cố gắng đạt 5 điểm là tốt rồi. Đừng có gì phải lo ha. Cứ học hành đàng hoàng, thi cử hết sức. Vậy thôi. Chứ đừng có quan tâm cái gì lo lắng quá cái chuyện thi cử. Thầy rất là vui hôm nay gặp lại tụi con. Thì trước khi đi vô Y Đức thì thầy hỏi trong lớp tụi con có đứa nào đã tham gia với mấy anh chị lớp trên để phòng chống dịch mấy ngày nay chưa? Hay là tụi con mắc bận học là không tham gia được? Dạ rồi. À vậy là giỏi quá rồi. Tụi con tham gia đâu? Đứa nào đó thì cho thầy biết cái tên đi. Hãy làm sao mình thu cái màn hình nhỏ lại để tụi nó có thể thấy thầy và thầy có thể thấy tụi nó hãy. Dạ thầy ơi, hiện tại là thầy đang xem màn hình á, thì thầy có thể nhắn ở trong cái team của thầy có thể nhắn cái camera, nó sẽ hiện một hình ảnh của thầy trên cái Cái màn hình nó bự quá thầy không thấy gì hết. Dạ thầy có thể thu thu nhỏ lại thì vào bên Microsoft Teams thầy nó có một cái biểu tượng camera thì thầy cứ cứ thu nhỏ lại là con sẽ thấy cái đó của thầy. Dạ, thầy cứ hình như là cái máy của thầy nó đang bị khóa camera thầy, nó Ủa nằm ở thầy bấm nó không ra. dạ nó Thầy nằm biết ở góc chưa? góc góc dưới cùng mà Ý con nghĩ là là thầy biết cái chỗ camera. Nhưng mà sao thầy vẫn hình như là mình vô xe khiên nó không có ra thôi. dạ có thể dạ Tại có vì thể thầy xin mà sao những lần trước thầy dạy là xe khiên thầy vẫn thấy tụi nó mà. dạ các bạn thì thầy có thể thấy được, còn với để mà quay clip của thầy á mà con thấy tự nhiên bây giờ nó đang bị bôi đen á nên chắc là bị khóa rồi, có thể là thầy đang share screen nó bị Đây thật nè, khóa. đây nè, con coi cái nút nha. Là giờ con điện lại cho thầy đi là con thấy à. Dạ, bây giờ con thấy luôn á thầy, bây giờ con thấy trên màn hình của thầy luôn nè Nghe là con cái biết. Con đâu có thấy thầy đúng không? dạ con không thấy thầy. Đó Dạ thì con cái camera của thầy nó bị tắt nè. dạ Mà đúng rồi do thầy, thầy bấm nó không được, thầy bấm nó không có mở ra. dạ thì con không biết nó có bị khóa chỗ nào hay không thì hiện tại Hay thì là mình vô cái chế độ xe riêng thì nó khóa không? dạ có thể lắm thầy. Lúc trước thì con không có xài Microsoft Teams về cái vấn đề share screen, con chỉ tham gia với lớp con nghe thôi. Dạ Xe riêng là không biết có khóa không? dạ Để thầy hỏi thằng Thương nghe, thằng Thương rồi đó nó chỉ thầy không biết giờ nó đang ở đâu không, chừng nó đi chống dịch. dạ Tại vì xét riêng là mấy lần trước sao thầy dạy nó cũng bị vậy. Chờ thầy chút nha, thầy hỏi thương thầy muốn tụi con cũng thấy thầy chứ.
Để thầy hỏi nó một cái. Chắc thầy cứ nói trước cái thầy để con gọi Thương thử. À con biết anh Thương mà, đúng rồi mày nói. Dạ. Đi. Mày nói với anh Thương hỗ trợ thầy có phải là tại vì xe clean á thì nó mất không? Tại vì nếu mà xe cái khác thì thấy được xe clean thì mà không không có vô được camera phải không? Hỏi Thương. Dạ. Tại vì thầy thấy cái dấu nút camera nhưng mà thầy bấm nó không có được. Dạ. Nó cứ khóa hoài. Dạ, để con gọi thằng. Rồi, thôi bây giờ thầy cho mình tiếp. Tụi con nhớ là tương tác với thầy khi học thì phải cho thầy biết tên đứa nào là đứa nào nha. Chứ không thôi là thầy không có biết tên tụi con ạ. Bây giờ thì bài thầy cũng sẽ đi theo cái nội dung như thầy đã nói tụi con là ba câu hỏi. Và trong ba câu hỏi này thì mục đích chính của cái bài giảng của thầy là sau khi như hồi nãy thầy nói đó, tụi con nghe xong thì tụi con nắm được cái đức là gì, tại sao mình phải quan tâm vấn đề ý đức và ý đức là thế nào trong cuộc sống của mình. Còn đi vào cụ thể từng nội dung đó, thì các thầy cô khác sẽ giảng cho tụi con. Thầy coi như là bài đại cương. Có lẽ đó bài này thì thầy phải nói trước cho tụi con theo lịch. Thầy có biểu thầy công đã xếp như vậy rồi, nhưng mà mấy ngày qua là do chúng ta phải phòng chống dịch, cho nên là thầy không thể lên lớp cho tụi con được. Cho nên anh Hải là bố trí cho thầy hôm nay gặp tụi con. Và theo anh Hải nói là bữa nay là bài chót luôn, phải không tụi con? Phải không? Dạ, bữa chiều đây là mình sẽ có một cái bài của thầy Phương đó thầy ạ. Còn bài của thầy Phương nữa. Dạ, yeah. Thầy con cũng có hỏi Thương rồi thầy, là khi mà mình share screen á, là mình sẽ bị khóa camera thầy ạ. Dạ. Vậy là vậy hả? À, vậy dạ, dạ. Thầy hết share screen thì thầy mở camera nói chuyện trao đổi được, phải không con? Dạ, 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 dạ được thầy. Dạ, 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 bây giờ thì tụi con vẫn phải tương tác với thầy nha. Đừng dạ. có để đừng có để thầy, thầy không có phải chờ đợi. Và như vậy là thầy vẫn thể thấy tụi con được, nhưng mà tụi con vẫn không thấy thầy được, đúng không? Thường nó dạ. nói vậy. Dạ, dạ. Rồi bây giờ vậy thì tụi con bắt đầu trả lời cho thầy cái câu hỏi đức là gì đi. Thầy sẽ làm thư ký cho tụi con. Hai ba đứa trả lời là được. Trả lên đi tụi con. Ý đức là gì? Dạ thầy ơi, trả lời con tên là gì? Dạ là Bảo Quyên ạ. Bảo Quyên, rồi nói lớn lớn nha Quyên. Dạ, theo con hiểu, y đức là đạo đức của những người làm trong ngành khoa học sức khỏe, trong ngành y tế ạ. Một đứa, cảm ơn Quyên nha con. Dạ. Đứa nào con? Thầy viết tụi bay có thấy không? Dạ có dạ, thấy. Rồi thấy ha. Rồi tiếp đi tụi con. Để lên, thầy nói đừng có để chờ đợi lâu, mất thời gian lắm. Dạ. Dạ ơi con. Con tên gì? À, dạ con là Ngô Thục ạ. Thục hả? Dạ. Rồi nói đi con. Dạ, y đức tức là một luân lý đạo đức của một của những nhân viên ở trong ngành y tế. Rồi. Rồi, tiếp đi tụi con. Dạ, thưa thầy, em là Minh. Theo em là y đức là những chuẩn mực hành xử trong y tế đó. Chuẩn mực ứng xử hả con? Dạ, chuẩn mực hành xử đó. À, hành xử. Nhân viên y tế. Rồi, thầy cảm ơn hết ba đứa. Thì còn có đứa nào có ý kiến thêm không? Dạ. Con là Dương. Rồi, nói đi con.
Dạ, thầy, y đức là một hệ thống các nguyên tắc được sử dụng trong ngành y ạ. Hệ thống nguyên tắc trong ngành y. Rồi, bây giờ thầy chưa nói gì về vấn đề định nghĩa này của tụi con hết á. Nhưng nói chung thầy thấy là đứa nào cũng đề cập tới nhân viên y tế, ngành y, cái đó đúng rồi đó. Rồi có đứa thì nói đạo đức, luân lý đạo đức, chuẩn mực hành xử, hệ thống nguyên tắc. Thì bây giờ tụi con hình dung đi ha. Tụi con hình dung trong cái xã hội á. Câu thầy hỏi ha. Trong xã hội. Thì xã hội là tập hợp ai? Có xã hội loài người đó, tập hợp ai? Bao gồm ai? Bao gồm những ai? Xã hội là người. À, những con người. Rồi xã hội loài người thì bao gồm những con người. Rồi những con người này á, người với người nè, có phải là tương tác qua lại đúng không? Đúng không? Dạ đúng không? Thì hồi nãy Minh hay đứa nào á, nói hành xử á, đó là sự tương tác người này với người này. Đó. Thì cái con người á, mình á, là có được cái gọi là trí khôn. Mình có lý trí, mình có suy luận, đúng vậy không? Thì cái trí khôn, cái lý trí, suy luận cho phép mình quy định à cái đúng cái kia là sai. Tụi con đồng ý với thầy vậy không? Đồng ý không tụi con? Dạ đồng ý á. Rồi đồng ý. Rồi à, cái này đúng cái kia sai. Thế nhưng mà cái chuyện mà quy định đó, cái quy định đúng sai đó, thì không phải ai cũng thừa nhận. Có người thì đồng ý, có người thì không đồng ý. Chứ không ép được hết. Lấy ví dụ, có người thì cho rằng là cần phải chia sẻ với người khác, đó là điều đúng. Có người thì nói cần gì phải chia sẻ, trước hết là không có chia sẻ ai hết á, tự tôi vươn lên tôi sống thôi. Thì giữa hai người đó, con thấy họ có quyền có ý kiến đó của họ, hay là họ không có quyền nè? Có quyền không? Thưa thầy là có. Đúng rồi. Chứ đâu phải con áp đặt được. Con không áp đặt được. Ta bây giờ nói là, ví dụ thậm chí là ta nói vậy, làm con mà có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà tụi con thấy cũng có nhiều người họ đâu có hiếu gì với cha mẹ. Rồi thì họ vẫn sống trong cái xã hội. Không có ai làm cái gì được họ hết á. Họ có hiếu hoặc không có hiếu là chuyện của họ, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Nhiều người thì nó có hiếu mới là đúng. Nhưng mà họ nói không, tôi chẳng cần gì có hiếu với cha mẹ tôi hết. Tôi sống là sống, ổng bả đẻ tôi ra có trách nhiệm nuôi tôi vậy thôi. Tôi nuôi ổng bả hay không là chuyện của tôi. Đấy. Rồi. Còn lưu ý cái đó nha. Nhưng mà xã hội đó thì nhiều người nha tụi con, thấy rằng có hiếu là điều nên làm. Nhiều người, đa số người.
Còn bất hiếu là người nên tránh, bất hiếu là nên tránh, bất hiếu là nên tránh. Đó. Có phải đúng xã hội là như vậy không tụi con? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Xã hội thì nói như thế. Tức là đa số đó, thầy xin lỗi, đa số mà. Mình dùng từ xã hội coi như đa số. Thì nên là có hiếu là tốt. Rồi. Bất hiếu là xấu. Đó. Xã hội thì nói vậy. Và cái xã hội này nó truyền trong cái xã hội loài người. Tạo nên một cái thầy gọi là một cái văn hóa. Cái nếp sống của người ta. Văn hóa thực ra là sống đó, đó tụi con. Văn hóa là gì? Văn hóa là sống đó. Rồi. Thầy lấy một thí dụ khác. Xã hội nói là yêu nước là tốt, bản quốc là xấu. Rồi nó cũng hình thành nên cái nếp văn hóa. Và mình á, giờ thầy hỏi tụi con nè, người Việt Nam mình đối với vấn đề yêu nước thì người Việt Nam mình có cái nét văn hóa gì nổi bật không nè? Đâu tụi mình trả lời thầy nghe coi. Có. Có. Sao con à, theo tụi con thì có cái gì nét văn hóa nó là nước nào mình cần gì đặc biệt nào? Dạ thưa thầy. À, nói đi con. Dạ, người Việt Nam có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, khi bờ cõi bị xâm lăng, thì tinh thần ấy luôn nổi dậy, nó cuốn thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, cuốn chìm đến lũ quán nước và lũ cúp nước ạ. Chính xác. Thầy cảm ơn thằng nào vậy? Nào phát biểu quá, tên con là gì? Dạ, tên em là Minh. Mình đó. Việt Nam mình có một cái đặc biệt. Cái nét văn hóa cái truyền thống mà mình đã nói đó, nó đang vậy đó. Thì cái này á, nó hình thành bao nhiêu đời, nó chi phối cái mối quan hệ giữa người và người, bên đây cũng người, bên đây cũng người, tác động qua lại. Thì cái đó đó, cái chi phối, cái điều chỉnh đó, đó thì gọi là đạo đức xã hội. Vậy thôi. Tức là đạo đức xã hội là nó hình thành để nó điều chỉnh mối quan hệ giữa người và người. Do xã hội người ta nói rằng ta, cái này là đúng nè, cái kia là sai nè. Cái này là đúng nè, cái này là sai nè. Là vậy thôi. Nếu là xã hội là đa số, nhưng mà vẫn có những đứa, những người thiểu số trong cái nhóm đa số này. Đây bây giờ là xong nha. Thầy nói đạo đức xã hội rồi. Bây giờ một chuyện khác nữa. Bây giờ thầy nói trong xã hội thì có tôn giáo. Hồi nãy thầy trò mình đã nói rồi. Tôn giáo thì xuất phát từ niềm tin. Tôn giáo của có quy định cái này đúng, cái kia là sai. Đúng vậy không tụi con? Dạ đúng rồi. À, vậy thì tôn giáo cũng góp phần vô điều chỉnh mối quan hệ xã hội. Đúng không? Chính xác ạ. À, thầy lấy ví dụ đi. Cái người đạo hồi họ nói họ có quyền có 4 vợ. Do tôn giáo họ quy định. Quá 4 vợ thì sai, dưới 4 vợ thì chấp nhận. Ví dụ vậy đó. Còn như là đạo Thiên Chúa thì một vợ một chồng, chung thủy với nhau. Ví dụ như vậy. Đó, cái đó là quy định của tôn giáo. Rồi, vậy là tụi con đã nắm bắt được cái vấn đề rồi đó. Tiếp theo nữa. Bây giờ theo tụi con, cái quan hệ giữa người và người này, ngoài cái đạo đức xã hội, đạo đức của tôn giáo, còn cái gì tác động vô đây nữa? Trả lời cho thầy đi.
Lợi ích kinh tế hả? Hả? Lợi ích kinh tế. Lợi ích kinh tế. Ở đây cái này đương nhiên rồi. Nhưng mà thầy muốn nói tới cái mà điều chỉnh hành vi á. Tức là điều chỉnh cái mối quan hệ hành vi hành xử mà nãy như đứa nào nói đó. Cảm xúc. Cái đó đó. Giờ thầy cũng có hỏi cái lợi ích kinh tế tác động lên đây. Đang tập trung vấn đề mối quan hệ mà gọi là đúng sai đó. Quan hệ đúng nè, quan hệ sai nè. Đó. Dạ, theo em là pháp luật. À, pháp luật. Đứa nào đó? Đứa nào nói? Dạ, anh Huy. Anh Huy. Có đứa nào phản đối với Huy không? Dạ không, em bổ sung, con bổ sung được không ạ? Rồi, bổ sung. À, theo con nghĩ là cảm xúc ạ. Cảm xúc. Con, anh Huy nó nói thêm một cái ý là cảm xúc. Cảm xúc là sao? Con nói rõ là cho các bạn nghe đi con. À, thì con nghĩ là theo ý con hiểu thì tức là nhiều khi kiểu ví dụ xét về luật thì tức là nhiều cái luật thì nó có thể là nó cũng đang giữa cái đúng và cái sai ấy, thì nhiều khi nhiều khi cảm xúc nó chi phối vào thì nó cũng có ảnh hưởng. Đấy, theo con hiểu là như thế. Nhưng mà cái cảm xúc đó là cũng do bản thân con, phải không? Dạ. Nhưng mà con nghĩ là cảm xúc thì, à vâng, cũng là một phần theo bản thân con, nhưng mà cũng là do ảnh hưởng từ môi trường. Đương nhiên nó có ảnh hưởng như bên ngoài. Những cái ảnh hưởng bên ngoài lên bản thân con, cái đó còn gọi là cái gì? Là môi trường bên ngoài. Cái đó đã là, mình đã nói một cái khía cạnh đó là đạo đức xã hội đó. Nó gây cho con cái vâng. Đúng sai đó. À dạ. Tại vì đạo đức xã hội là không có ai bắt ai được hết á. Anh này nói đa số người ta nói này đúng, đa số người ta nói này sai. Nhưng con người mình khi hành xử là mình bị chi phối về đạo đức xã hội, do mình được học nè, mình được dạy nè, mình được tương tác trong cái môi trường đó. Cho nên là Huy nói đúng là mình và xã hội, chứ không phải riêng một mình. Mình bị tác động bởi những yếu tố xã hội. Và cái yếu tố đó chính là đây nè. Nó làm trên cái lý trí của mình cho mình thấy rằng điều này đúng. Điều này là đúng và điều này là sai. Và thậm chí mình chọn là bất hiếu là đúng nữa không chừng nữa. Tại mình nói, thí dụ mình nói bất hiếu là đúng là thí dụ này, dựa trên lý luận là ông bà đẻ tôi ra thì ông bà phải có trách nhiệm nuôi tôi. Tôi không có quan tâm gì cái chuyện mà tôi nuôi ông bà ấy, thí dụ vậy. Hả? Nhưng mà cái đó là cảm xúc riêng của mình. Không ai có quyền là phê phán mình hết. Dĩ nhiên khi đưa ra sao? Xin lỗi thầy, xin lỗi câu đó thầy nói sai. Người ta có quyền phê phán mình. Nhưng mà kệ người ta. Tôi không có làm gì. Tôi muốn nói vậy đó à. Ông sống vậy ông sống. Con thấy biết bao nhiêu người. Người ta bất hiếu thì người ta vẫn sống phê phây. Phải không? Đâu có gì đâu. Thậm chí là xã hội mà phát hiện ra đó. Thì mới là xã hội mới phê phán. Còn nếu không phát hiện ra thì thôi. Thậm chí trong gia đình họ cũng ráng chịu. Ví dụ anh em, người thì có hiếu, người thì bất hiếu. Cái chuyện đó là anh em nó cũng đành là vậy thôi. Không có, mà nếu tụi con có đi nói ra bên ngoài thì bên ngoài người ta phê phán rồi sao mày bất hiếu vậy thôi. Không làm gì hết. Nó có quyền mà. Đồng ý không Huy? Dạ đồng ý ạ. Rồi, đồng ý. Tức là cái cảm xúc của con á, mà nêu á, thì nó dựa trên cái đạo đức xã hội, cái đúng sai mà xã hội nêu ra. Vậy là cái phần này thầy trò mình hồi nãy giờ đã bàn rồi, cho nên mình bàn rồi. Rồi bây giờ tụi con đồng ý với bạn gì đây, nãy nào nói pháp luật á, thì bây giờ thầy hỏi tiếp nè. Pháp luật quy định đúng, quy định sai. Nhưng nếu mà một người làm sai thì pháp luật có để yên không? Dạ không. Không. Không, pháp luật dứt khoát không để yên. Nó hoàn toàn khác với cái đạo đức. Pháp luật không giống với đạo đức ở chỗ là pháp luật xử à. Anh làm sai là tôi xử anh ngay á. Đúng vậy không? Tôi còn đồng ý với thầy phải vậy không? Pháp luật đâu có cho phép mình làm những điều sai.
pháp luật nó đặc biệt là chỗ đó đó. Đúng không tụi con? Dạ đúng. Dạ đúng. Rồi bây giờ pháp luật với đạo đức xã hội nó có mối quan hệ không? Dạ có. Có. Có, rõ ràng là có. Rõ ràng là có. Rõ ràng là có. Rất nhiều cái pháp luật phải dựa lên đạo đức xã hội để mà đưa ra cái này là đúng nè, cái này là sai, mà nếu phạm vào sai là phải bị trừng phạt. Đó là pháp luật đó. Và pháp luật thì do ai chi phối không? Do ai ai đặt ra cái chuyện pháp luật? Dạ là... Do nhà nước. Nhà nước, chính xác. Nhà nước. Nhà nước này có thể là thể hiện cái ý chí của người dân, hoặc có thể cũng chẳng thể hiện gì, ý chí của người dân là tự họ đặt ra luôn. Đúng vậy không? Ví dụ những chế độ độc tài là tự họ đặt ra, chẳng cần hỏi dân gì hết. Đúng vậy không tụi con? Thành ra đứa nào mới nói nhà nước là chính xác. Và nhà nước thì có thể thể hiện ý chí của người dân, cũng có thể không. Tới đây là mấy đứa thấy rõ dần dần mối quan hệ rồi phải không? Có thấy rõ mối quan hệ rồi phải không? Dạ. Rồi, bây giờ thì tiếp một cái nữa rồi. Tiếp một chuyện nữa nha. Cũng người và người. Hồi nãy giờ mình thấy là tác động vô đây là có đạo đức xã hội, tôn giáo, phải không? Pháp luật. Những cái này có mối quan hệ rất là chặt chẽ. Bây giờ cái người này ở trong một phạm vi hành nghề, thí dụ như nghề y, tức là người này là một nhân viên y tế, thì cái quan hệ giữa người và người ở đây là có mấy mối quan hệ tụi con? Bên đây người này là ai? Ai tụi con? Thầy là bệnh nhân. Bệnh nhân. Đúng rồi. Ai nữa? Dạ thầy đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Nói chung là khác nữa. Phải không? Nhưng mà bởi vì cái nghề của mình là đụng với bệnh nhân, cái nghề của mình là đồng nghiệp, chứ cái nghề mình không phải đây là cái máy. Ví dụ con làm kỹ sư á, thì cái nghề của con mình đây là cái máy. Con làm thú y á, thì cái nghề bên đây là cái má con thú, chứ không phải là người bệnh. Đúng không? Còn mình làm nghề y, bệnh nhân, đồng nghiệp, người khác, thân nhân của họ, nhân dân. Rồi. Như vậy những người làm nghề y này, họ có bị những thứ này chi phối không? Dạ có. Có cái chắc. Có. Và trong đó nhớ là pháp luật. Mà làm sai thì anh sẽ bị xử lý á. Chiều nay tụi con sẽ học với thầy Trúc Phương khía cạnh này. Khía cạnh này là thầy Trúc Phương dạy đó. Còn mình, cái khía cạnh này, đạo đức tôn giáo, đạo đức xã hội, thì đạo đức xã hội thì con học được ở xã hội, ở nhà trường, ở gia đình. Đạo đức tôn giáo thì ai có tôn giáo nào thì học ở đó. Vậy thì bây giờ lại một chuyện là người hành nghề y thì lại có một cái chuyện khác nó tác động vô đây nữa. Cái đó đúng là tụi con đã nói đó là y đức. Vậy thì giảng tới đây là tụi con hiểu rồi ha. Có gì hỏi không? Giờ dừng lại đi. Tại vì là xong khái niệm rồi đó. Có đứa nào hỏi không? Khái niệm xong. Đó là cái gì? Đó là xong rồi. Hồi nãy rồi tụi con trả lời, giờ dòm lại thì tụi con trả lời có đúng không? Khi thầy phân tích xong rồi dòm lại tụi con thấy có đúng không? Dạ đúng rồi.
Đó, ba câu trả lời của tụi con đó. Đó, giờ thầy giúp cho tụi con, hồi nãy có thể tụi con còn chưa hình dung phân tách như thầy. Thầy phân tách hết cho tụi con rồi đó. Thì tụi con thấy là câu trả lời tụi con là đúng. Rồi bây giờ thầy hỏi tiếp. Ai đưa ra ý đức? Ai bày ra cái này vậy? Ai là tác giả? Hồi nãy đứa nào nói là pháp luật thì do nhà nước. Đúng rồi. Đạo đức xã hội là do xã hội. Đạo đức tôn giáo là do tôn giáo. Vậy giờ ai đức thì ai là tác giả? Ý đức. Dạ thầy, theo con là chính bản thân con người. Con tên là gì? Dạ con tên Di ạ. Di. Rồi cảm ơn Di. Đứa nào nữa? Đứa nào nữa trả lời đi. Ai? Ai là tác giả của Y Đức? Con nghĩ là nhân viên y tế. Nhân viên y tế. Còn ai nữa không? Thưa thầy, em nghĩ là Hippocrates. Hippocrates là ông thầy. Tôi là Hippocrates là ông thầy. Thầy Hippocrates. Thầy nữa. Em nghĩ là xã hội. Nghĩa là xã hội. Rồi. Rồi thầy cảm ơn. Tụi con đều đúng. Xã hội thì đứa nào mới vừa nói xã hội đó, xã hội thì họ dựa vào đâu? Họ dựa vào đâu con? Đứa nào nó trả lời luôn cho thầy đi. Đứa nào đó? Dạ, em là Trần Chiến ạ. Hả? Em tên Trần Chiến ạ. Trần gì con? Chiến ạ. Trần Chiến. Con trai hay con gái vậy? Dạ, trai ạ. Con trai. Trần Chiến. Rồi bây giờ Chiến cho thầy biết chứ cái xã hội này nè. Xã hội này thì họ dựa vào đâu để họ lại đưa ra cái ý đức này? Dạ, người ta dựa vào cách ứng xử, tác phong, hành vi của nhân viên y tế, người ta nêu lên y đức cũng người ta nhìn vào và người ta đánh giá. Có phải là đạo đức xã hội không? Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Tụi con là đây nè. Chính đạo đức xã hội chứ ấy. Rồi, bây giờ thầy Hippocrates cũng là nhân viên y tế thôi. Còn nếu mà thầy Hippocrates tách ra thầy là một người dân, thì thầy lại rơi vô, thầy là nhóm xã hội, hiểu chưa? Như vậy. Như vậy y đức. Cái tác giả đó thì do nhân viên y tế. Cơ sở để tham khảo là đạo đức xã hội. Đó. Tác giả thì đứa nào trả lời nãy nhân viên y tế là chính xác. Dựa vào đâu? Dựa vào đạo đức xã hội. Đạo đức xã hội này nó sẽ có một cái mục là riêng trong lĩnh vực y tế. Ví dụ người ta hay nói là y tế là làm sao tụi con? Y tế là làm sao? Y tế phải làm gì? Chữ y tế đó. Biết chữ y tế là gì không? Tôi biết y tế là gì không? Thưa thầy, theo em, y tế là sự cung cấp, sự chăm sóc, y học rồi. À, đó là cái dịch vụ. Để mà dùng cái những cái phương tiện, những kiến thức để đem lại sức khỏe cho người khác. Vậy thôi à, chữ tế á, thường là giúp đỡ đó. Giới vậy đó, con nói đúng đó. Tức là cái dịch vụ bằng những phương tiện, bằng những kiến thức, đem lại sức khỏe cho người khác, đó là y tế. Thì nó có cái đặc thù trong xã hội, cái nhóm người làm y tế này là đặc thù của họ mà. Hỏi nó, thành ra người ta hay nói y tế là cứu người, rồi cái gì đó. Đó xã hội họ nhìn vậy. Cho nên những cái nhân viên y tế họ sẽ đặt ra cái đức. Đặt ra cái đức. Rồi. Tuy nhiên, giờ thầy hỏi thêm là pháp luật có can thiệp vô trong này không? Pháp luật, có không?
Dạ có. Có. Tác giả chính là đây. Nhưng mà nhân viên y tế này phải tham khảo đạo đức xã hội và cũng phải tham khảo pháp luật luôn. Từ cái nguồn để mà cái nội dung của mình á là mình dựa vào đạo đức xã hội trên cái đặc biệt là cái nghề của mình cộng với cái pháp luật đương thời để mình đề ra y đức. Rồi, đó tụi con nói đúng hết rồi đó. Thành ra y đức không thể tách rời với đạo đức xã hội. Y đức cũng không thể tách rời với pháp luật. Hồi nãy giờ thầy trò mình đã qua đạo đức xã hội rồi. Thầy trò mình đã qua pháp luật rồi. Pháp luật cũng có liên quan đạo đức xã hội. Thành ra tụi con thấy cái gì? Ồ, một mối quan hệ tuyệt vời. Tụi con cứ hình dung đi ha. Cái đạo đức xã hội là cái trung tâm. Tụi con hình dung nè. Tôi có hình dung là đạo đức xã hội là cái trung tâm hết á. Pháp luật cũng có mối quan hệ với nó nữa nè. Pháp luật với đạo đức xã hội tác động vào nhau. Và cả pháp luật, cả đạo đức xã hội đưa tới y đức. Thế đấy. Thế đó. Tức là này cũng đưa tới y đức. Thằng này cũng đưa tới y đức. Và hai này lại có mối quan hệ với nhau. Dạ hiểu vậy chưa? Dạ hiểu. Đó. Đó. Cho nên bây giờ thầy hỏi tiếp nè. Y đức của mỗi quốc gia nó khác nhau, nó giống nhau. Các quốc gia khác hay giống? Giờ có điểm khác và có điểm giống. Tại sao có điểm khác? Dạ, con dạ tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi đất nước và tùy thuộc vào cái quan niệm cái từ đạo đức xã hội của mỗi quốc gia thì nó sẽ đưa ra một cái chuẩn mực y đức khác nhau. Trời, cảm ơn con. Đứa nào mới nói đó, nói luôn đi. À, dạ ý của con là nó có điểm giống thì nó vẫn dựa trên nền tảng những cái điểm chung về đạo đức xã hội cũng như là pháp luật nhất định, nhưng mà nó khác nhau là do ở từng nước thì có nền văn hóa, có các cái yếu tố xã hội khác nhau nó chi phối thì dẫn đến cái y đức nó sẽ khác nhau. Đúng, chính xác. Tụi con nói đều đúng, nhưng mà con nói thêm kể cả pháp luật nó cũng khác nhau. Phải không? Chứ, dạ. Chứ đạo đức xã hội khác nhau, pháp luật khác nhau thì y đức phải khác nhau. Mà con nói rất là đúng, bởi vì cái vấn đề quan trọng là cái văn hóa nè. Văn hóa là sống mà. Con sống là con phải dùng pháp luật, con sống là con phải dùng đạo đức xã hội. Cho nên văn hóa không quốc gia nào giống quốc gia nào đâu. Thành ra cái y đức nó cũng sẽ khác nhau. Vậy thôi. Y đức của nước mình nó sẽ khác y đức của nước khác. Không thể giống được. Tại văn hóa chúng ta nó sẽ có những điểm rất cơ bản. Của loài người nói chung trên toàn cầu này thì lại có những cái rất giống, đúng không tụi con? Nhưng đi về quốc gia thì có những cái khác. Thật ra nó sẽ là như thế đó. Thật ra tụi con bắt đầu hiểu rồi đó. Ở đây chiều nay tụi con sẽ học với thầy Phương. Thầy Phương sẽ nói với tụi con về vấn đề luật pháp liên quan tới đức như thế nào. Rồi. Ê, tụi con là giỏi đó. Giờ thầy trò mình vượt qua được cái định nghĩa là rất là gay go, chứ không phải chuyện là đơn giản mà phân tách như vậy. Bây giờ thầy phân tách như vậy tụi con có hiểu chưa nè? Bây giờ còn điểm gì băn khoăn muốn bổ sung, muốn tranh luận với thầy nói thêm đó. Không được con. Để lên, có không? Không có, vậy là thống nhất với thầy. Hải ơi,
Có đâu rồi Hải? Dạ con nghe thầy ơi. Dạ con nghĩ nếu mà dạ khi hồi nãy nó không nhắc con là thầy có thể dùng cái team ở trên cái laptop của thầy. Ờ thì dạ. Thầy coi như là thành viên thầy, thầy cũng nhìn thấy được thầy vậy. Đúng dạ thì đúng rồi, nếu mà thầy thêm thầy vào hai thiết bị cùng một lúc á, thì vẫn được thầy. Dạ. Ờ thì đây nè, bữa trước nó đã cho thầy hai cái account khác nhau rồi. Một cái của iPad, một cái của MacBook. Dạ. Đây thì vô đây. Thành ra là nếu mà thầy vô MacBook thì thầy vẫn thấy được chứ. Dạ con có gửi một cái link qua bên Viber thầy. Thầy không biết thầy có thể đi vào bên đó thông qua cái điện thoại rồi xong có thể là sẽ có hình nữa thầy. Bây giờ làm sao là lấy cái link đó thì vô cái vài bà thì bấm link đó đúng không? Dạ đúng rồi thầy, thầy có thể thử bấm link đó thử hồi sau. Đúng không? Dạ dạ, thì thầy thử bấm link đó thì là mình sẽ đăng nhập trên. Đúng rồi, máy MacBook của thầy nó có cái vài bà con luôn, thầy lấy đó thì dạ. Bấm đúng không? Dạ dạ, thầy có thể bấm được thầy. Đây dùng đi, dạ là thầy phát hiện rồi, giờ thầy ngồi sẽ suy nghĩ bữa hôm, ô sao tao làm được mà. Bữa nay sao tao gặp mở, người ta mới sực nhớ rằng thương đó, quên nhắc á. Dạ. Bữa trước là thầy đã sử dụng kiểu này rồi, tao rồi cái của con đâu. Dạ dạ, không có đứng cửa cái liên quan thầy. À, run conversation đó hả? Dạ dạ đúng rồi thầy. Thầy bấm vô đó phải không? Dạ yeah, dạ yeah. Bây giờ nó đương quay làm sao, bấm vô luôn hả? Chắc nó đang lock rồi thầy, để xem sao thầy. Rồi thầy tiếp tục đi tụi con. Dạ yeah, dạ yeah. Đúng nó quay thầy đang bấm, thầy bấm trên MacBook của thầy nữa nha. Dạ yeah. Ừ nó được chứ đúng cái gì đâu. Hồi trước là ta đã học thực ý, ta đã làm theo kiểu này rồi. Đấy, đúng rồi. Rồi mình bấm vô cái Open Microsoft Teams phải không con? Dạ, dạ đúng rồi thầy. Rồi, bấm vô. Ờ, là John Now đúng không con? Dạ đúng rồi thầy. Microsoft will let to access the camera. Ok luôn, ok luôn, ra camera. John Now luôn. Rồi tụi bay thấy thầy chưa? Để thử có ai mới vô không. Ê sao nó bắt enter name con? Dạ thầy cứ đánh đại tên gì cũng được thầy. Dạ. Quậy mày. Bấm đại tên. Dạ, thầy có thể bấm tên xong thêm số 1, số 2 vậy đó để dễ phân biệt cái thầy giờ xong. Thầy bấm tên thầy chứ. Dạ. Đây, John Now phải không? Bấm vô phải không? Dạ, dạ. Dạ, có người vô là con admit thầy vô. Thấy thầy chưa? Dạ, thầy sẽ tắt một cái mic. Đúng rồi, một cái mic nha. Dạ. Dạ rồi, được rồi. Dạ. Hay quá thế chứ. Thương nó quên. Dạ. Trước nó chỉ thầy á. Ủa sao thầy tắt mic mà nó vẫn bị cái cô dữ vậy con? Dạ thầy mở loa ngoài á thầy. Thầy mở loa ngoài bên. Hiểu rồi. Thầy sẽ cho này nhỏ. Hết luôn phải không? Hết rồi phải không? Dạ dạ. Tắt mic rồi phải tắt loa ngoài luôn. Dạ. Bây giờ ổn rồi thầy. Dạ. Giờ tụi bay có thấy thầy chưa? Dạ rồi thầy. Nãy giờ thằng Thương nó quên chỉ thầy. Thương là thằng anh tụi con á, năm nay nó 5 năm rồi. Bữa trước nó chỉ thầy làm Microsoft Teams nè. Thầy quên nữa thấy không? Thầy lẩm cẩm. Thầy không có giỏi bằng tụi bay vụ này. Rồi, bây giờ bắt đầu đi. Bắt đầu. Thầy qua một cái chuyện là bây giờ, hồi nãy giờ thầy trò mình đã bàn với nhau đó. Thì hồi nãy thằng nào nói là thầy Ibograph thì đúng rồi, thầy Ibograph là được sư tổ của ngành y mình rồi. Phải không? Thì thầy Hải Thượng Lãng Ông. Đây là thầy Hải Thượng Lãng Ông đưa ra một số điều ý đức nên tôi có. Đó. Rồi thì, đó thầy Ibograph đưa nè, phải không?
Thế thầy không có đi vô nội dung này chi, tụi bay tự lấy tài liệu ra tụi bay đọc à? Ủa thầy gửi lên vậy tụi con có đau bài thầy xuống được không? Thầy ơi. Dạ thầy gửi đâu thầy ơi? Đó, à thầy share screen là không có đau được phải không? À, dạ cái này thì mình nếu mà thầy muốn upload bài thì thầy có thể upload lên Drive gì đó thầy, để tôi đưa link rồi tụi con đau nó nhớ dễ thôi thầy. Chứ còn dạ. Chứ còn đưa như vậy tụi con đâu có đau được đúng không? Không, tụi con thấy hình thôi thầy chứ thế không có thể download thầy. Dạ. Đó, tụi con thấy không? Là thầy một lát là nêu cho mình những cái lời răng. Thầy giải thượng văn ông cũng nêu cho mình những lời răng ha. Bây giờ mình đi coi tiếp là mấy thầy chỉnh cái gì nữa nha. Rồi rồi, nãy giờ thầy giảng hết rồi. Mấy cái này là qua luôn rồi đó. Con là hiểu hết rồi. Nãy giờ thầy trò mình làm hết mấy cái khâu này rồi. Rồi bây giờ tới quay nè. Nãy giờ là quá rồi, bây giờ quay nè. Đó. Đây giờ thầy mời tụi con là cái quay này nè. Quay này thì bắt đầu mấy đứa cho ý kiến đi. Tại sao? Tại sao vậy thầy Y Đức? Dạ alo. Dạ con à. Nghĩ là dạ. Dạ con nghĩ là dạ con Y Đức để đảm bảo cho nhân viên y tế có thể làm đúng nhiệm vụ chức trách của mình nhưng mà vẫn đảm bảo làm đúng với lại là có cái tâm với lại cái việc mình làm kiểu để tất cả là để cho bệnh nhân có cái hiệu quả điều trị cao hơn. Rồi, con tên là gì vậy? Dạ Quyên ạ. Quyên. Rồi dạ. Có đứa nào có đó Quyên nó nêu hai ý, một là nhân viên y tế hay là bệnh nhân, còn đứa nào nữa? Thưa thầy, con Ngô Thục, con cũng bổ sung chữ ý bằng Quyên ở chỗ phần nhân viên y tế thầy. À, là dạ ý Đức chính là thức kẻ để gọi là để phân cái để sắp xếp cái các hành vi của nhân viên y tế sao cho nó theo một chuẩn mực mà xã hội cho rằng đó là phù hợp với họ. Rồi. Thì bây giờ con thấy là những điều con nêu nó có khác gì với con Nguyên không? Đầu tiên nè. Có khác không? Gần dùng. Cũng trùng. Nhưng mà thiệt ra nó không phải là trùng khớp hết. Con chẳng qua là con diễn giải cái chuyện mà Nguyên nó nói. Nguyên nó dùng cái từ là bảo đảm hay là bảo vệ đó. Bảo vệ đó. Nhân viên y tế. Tới đây là cái tắc. Coi như con nhớ là đây là ý của Nguyên là vậy. Đây là mình đi. Thầy thuốc ha. Hay là nhân viên y tế nè. Ở đây là người mình. Đó, mối quan hệ là vậy thôi. Y Đức thì là rất cần để cho cái chuyện này người này cũng được mà người này cũng được, đúng không Nguyên? Đúng không con? Thằng nào mới vừa nói thì xin lỗi, con tên là gì? Thục. Đó, đồng ý với thầy không? Bảo vệ hai bên, bên này cũng được, bên này cũng được, đúng không? Dạ. Đó, thì Y Đức rất cần là vậy. Nếu mà không có Y Đức á, chỉ có xã hội thôi, chỉ có pháp luật thôi, không ổn đâu. Và ở nước ngoài họ đưa tới mức cao như thế này nè con. Thí dụ như Pháp, mà đa số các quốc gia khác là vậy. Pháp họ có cái y đức. Y đức này do cái gọi là y sĩ đoàn họ ra. Y sĩ đoàn họ giết y đức. Và y sĩ đoàn này dĩ nhiên hồi nãy giờ thầy trò mình đã xong hết nội dung là phải dựa vô nào là pháp luật nè, dựa vô đạo đức xã hội nè, hồi nãy giờ xong hết rồi phải không? Thậm chí là họ dựa vô cái tôn giáo nữa, nhưng mà họ thường tôn giáo thì không có hoàn toàn đưa vô, là bởi vì mỗi người có tôn giáo khác nhau, nhưng mà đạo đức xã hội mà và pháp luật là hai cái cơ bản nhất
Con nhớ vậy. Và y sĩ đoàn này họ sẽ dựa trên đây là họ viết ra. Và họ có quyền luôn nha tụi con. Nếu mà thí dụ một bác sĩ, một nhân viên y tế, một nhân viên y tế mà làm sai, họ có quyền rút giấy phép hành nghề, tức là anh không đưa hành nghề y nữa. Tụi con có nghe thầy nói rõ không? Dạ rõ. Dạ rõ. À, và cái việc rút phép hành nghề đó lại được pháp luật thừa nhận. À, nếu mà bên y sĩ đoàn quyết không có cho ông này hành nghề, thì bên pháp luật nó có ghi một điều, anh sẽ không được hành nghề. Tại vì thực hiện cái chuyện đó là phải dựa trên pháp luật. Chứ y sĩ đoàn người ta chỉ có cái quyền trong phạm vi của nội bộ người ta thôi. Nhưng cái quyền đó là rất là lớn. Lớn là gì sao ta tẩy chay ra. Ta không có cho ông này hành nghề nữa. Ta lấy cái giấy đó lại. Tụi con hiểu không? Rồi khi đó thì bên pháp luật, à, anh bị tước giấy hành nghề của y sĩ đoàn là gì? Thì anh lại không được hành nghề. Cái mối quan hệ giữa cái quyết định của anh y sĩ đoàn này và nhà nước. À, hồi nãy đứa nào nói nhà nước á. Rất là quan trọng. Y sĩ đoàn mà tước thì nhà nước coi như là anh mà hành nghề là anh vi phạm pháp luật á. Cái mối quan hệ nó rất là chặt vậy đó tụi con. Chặt chẽ lắm. Thành ra cái anh vai trò y sĩ đoàn nó lớn lắm. Khi mà thầy hình dung, tụi con hình dung nha. Một ông bác sĩ ở bên Pháp nè. Mà ổng phạm vào cái chuyện mà gọi là y đức nè. Ông giám đốc bệnh viện xử không được. Tại sao? Tại vì quy định đâu có giao cho ông giám đốc bệnh viện ứng xử. Con hiểu không? Nhưng mà tụi con hỏi thầy vậy rồi, ông vi phạm y đức, ông cứ làm việc ngoài ngoài. Nếu y sĩ đoàn này không có trả lời, không có gì hết thì sao thầy? Thì thiệt ra ông giám đốc được pháp luật cho phép là đình chỉ công tác. Nha con? Tức là ông làm giám đốc, anh là nhân viên của tôi cái gì? Bây giờ tôi không cho anh làm nữa. Tạm ngưng, gọi là tạm đình chỉ để chờ y sĩ đoàn xử lý. Tụi con hiểu chưa? Và ở bên Pháp là tụi con là giám đốc bệnh viện, tụi con vẫn phải trả lương cho ông đó đầy đủ. Tức là ổng phạm là phạm vào y đức theo ông giám đốc bệnh viện đánh giá. Nhưng mà y sĩ đoàn chưa có ý kiến gì thì con chỉ được quyền đình chỉ. Tụi con có hiểu thầy nói không? Dạ hiểu. À, đó cái mối quan hệ nó là như vậy trong cuộc sống bên Pháp đó. Thế là thầy hãy nói đùa, ở bên Pháp mấy ông bác sĩ là dân thượng lưu mà, thế là giám đốc không có làm, không có xử được, chỉ có được cái quyền đình chỉ, bởi vì thấy là có nguy cơ hại bệnh nhân, ông đình chỉ đó là quyền, ông dựa trên cái quyền anh là nhân viên của tôi đình chỉ tôi không thể làm, nhưng mà còn xử lý kỷ luật anh thì ông không xử được, ông phải đưa qua y sĩ đoàn mới họp bàn. Rồi mà thường y sĩ đoàn sẽ họp với y tế dùng, tức là giống như ở nước mình là sở y tế vậy đó. Rồi bàn rồi đưa ra quyết định là à, ông này là kỷ luật sao sao đó. Lúc đó giám đốc bệnh viện sẽ dựa lên cái đó, đưa ra hình thức kỷ luật, đưa ra cái thi hành nhé. Thế nói nhầm, thi hành. Hiểu chưa? Như vậy thầy nói với tụi con là cái y đức nó rất là cần để bảo vệ cả hai đối tượng, một là nhân viên y tế, hai là người bệnh. Thầy lấy thí dụ nè, nhân viên y tế đó bây giờ họ làm một cái, thầy lấy thí dụ nha, bây giờ họ quy định rất rõ, nhưng ngay trong thầy Ibarat cũng quy định một bác sĩ nam khám một người nữ nha, tụi con chú ý để nói nè, một bác sĩ nam khám một người nữ thì quy định của y đức là phải có một người khác chứng kiến cái chuyện đó để bảo vệ cả đôi bên. Ông bác sĩ ông làm gì đó, ông cái bà bệnh nhân bà về bà nói ông bác sĩ này xâm hại tôi chẳng hạn, thì cái người làm chứng không có chuyện đó nha, người làm chứng ví dụ như vậy đó, còn hiểu không? Rồi thí dụ ông bác sĩ này ông có hành vi xâm hại người bệnh thì cái ông làm chứng này ông sẽ phản đối, anh đâu có được làm vậy. Thành ra con nhớ là cái đó là một quy định rất là rõ ràng đó. Và thậm chí nhiều nơi người ta còn quy định cái người mà đứng ra để mà gọi là thứ ba đó lại phải là người nữ nữa kìa. Để mới bảo vệ cho người nữ. Quy định dữ lắm đó tụi con, chứ không phải tự nhiên là quy định lung tung luôn nha. Thí dụ tụi con mai mốt làm bác sĩ sản khoa, khám một người bệnh nhân nữ,
thì cái người đứng để mà phụ với tụi con là rất cần, và người đó chính là cô nữ hộ sinh. Đó, thì thí dụ vậy thôi. Thì có chuyện gì xảy ra thì an toàn hết. Cái người bệnh cũng an toàn, mà người thầy thuốc cũng an toàn. Rồi, có hiểu thầy nói không? Có những cái nó thế gì vậy đó. Thì nói về tiếng nước ngoài, thầy quên hồi nãy thầy đi nhanh quá. Tiếng nước ngoài đó tụi con thì họ phân biệt. Cái mà gọi là y đức là nó thuộc phạm vi là cái đức mà thuộc phạm vi hành nghề là nó gọi là y tích. Và hành nghề y thì gọi là medical ethics, tức là y đức. Còn xã hội thì nó gọi là moron, tức là đạo. Đó tụi con thấy không? Ethics với law nè. Tại thầy đi này nhanh quá. Tại vì thầy đấy tôi bây hiểu hết rồi. Thầy giảng nhanh quá. Cái rồi mình đi lẹ quá. Không hết rồi. Đây nó có slide này nè. Thầy dùng cái slide đó đâu rồi. Đâu ta? Thầy tí thì bỏ slide ra đâu để tụi con thấy cái mối quan hệ giữa ba cái anh. Đó, ethics nó có nhiều cái lĩnh vực, thế tụi con thấy không? Medical, biotic, clinical rồi này kia nè. Nhưng mà nó, tất cả này thấy không? Clinical nè, rồi biotic nè, professional nè, medical nè, mình đã đây. Thật ra clinical ethics là cũng thuộc medical ethics thôi. Nó kiếm đi chỗ nào, tự nhiên là để mất tiêu rồi. Đó, ethics với law đó. Đây. Đây là tụi con ethics với moral. Moral là coi như là của xã hội đó tụi con. Moral là của xã hội đó. Còn ethics đó là coi như thuộc phạm vi nghề nghiệp. Hai cái nó khác nhau. Cái moral này là cá nhân tụi con có thể chấp nhận, không chấp nhận gì tùy. Nhưng mà ethics là nó liên quan tới cái nghề nghiệp. Mà ethics là nó dùng cái quy định của nó để nó tẩy chay được đó. Và pháp luật sẽ ủng hộ. Cho nên đó là mối quan hệ ethics moral và law. Rất là chặt chẽ. Hồi nãy thầy trò mình qua rồi. Đây là nói thí dụ nè. Cái moron này là nó thuộc về văn hóa nè. Đó, thầy đoàn mình đã nói rồi. Ha. Cái này là bởi nghề nghiệp nè. Ethics là tụi con nghề nghiệp và legal ha. Ethics nó liên quan tới nghề nghiệp, pháp luật. Và nó cũng dựa vô trên một cái moron này, chứ không phải nó hoàn toàn, nó không có quan hệ đâu. Nhưng mà nó sẽ xử lý. Nó sẽ xử lý nếu mà vi phạm nghề nghiệp tôi tẩy chay anh. Và pháp luật sẽ ủng hộ điều đó. Và tụi con nhớ vậy đó. Đã mấy cái từ đây là từ nước ngoài để tụi con biết khi đọc sách á thì phải hiểu, đọc tới chữ ethics là hiểu, tới chữ moral là hiểu, tới chữ law là hiểu. Còn mình thì đôi khi mình nói y đức rồi mình nói đạo đức y khoa, là mình nói đạo đức xã hội thì tụi con mới hiểu pháp luật. Khi đọc sách thì hiểu ha, đó mấy từ nước ngoài vậy thôi. Có chỗ nào chưa hiểu thì dừng lại cho thầy nghe không? Thiệt ra thì nói về ý đức á tụi con, vì nó là xã hội cho nên người ta có những cái khái niệm. Cái này là bắt đầu là hao rồi nè. Rồi thôi xong cái phần quay rồi ha, bây giờ mình qua phần hao. Thì cái đạo đức y khoa nó cũng tiến bộ, thay đổi theo thời gian lắm. Bởi vì đó là đương nhiên rồi, do nó lệ thuộc vào, nó dựa đến đạo đức xã hội.
giữa pháp luật thì đạo đức xã hội thay đổi, pháp luật thay đổi thì ý đức nó thay đổi, thế thôi. Thầy lấy một thí dụ nha. Trước đây đó, thì khi tụi con làm một nghiên cứu khoa học, nhất là trong lĩnh vực điều trị á, gọi là nghiên cứu về lâm sàng đó tụi con, gọi là clinical trial đó. Thì thường thường thí dụ tụi con nói cái loại thuốc này là tốt nè, con giả thực sự là điều trị nó hiệu quả, thì giờ tụi con nghiên cứu thường tụi con chia làm hai nhóm. Nhóm bên đây là dùng giả dược, placebo. Placebo là giả dược đó tụi con. Tụi con có nghe cái từ này bao giờ chưa? Thầy biết đi, tại vì thầy thí dụ thầy phải, tụi con phải hiểu thí dụ mới vậy. Có nghe không con? Có nghe từ placebo bao giờ không? Dạ rồi. Dạ có. Và bây giờ có nghe rồi. Thầy lấy thí dụ bên đây là thuốc, bên đây placebo, thí dụ là viên kẹo thôi. Kẹo, kẹo là placebo. Rồi tụi con mới so sánh điều trị. Từ thời gian con thấy thuốc, ai trị cũng khỏi hết. Còn bên đây kẹo là không khỏi, không có hết, bên đây là hết, bên này không hết. Thì con kết luận là thuốc tụi con là có giá trị điều trị. Đó. Thì từ trước tới nay là nghiên cứu lâm sàng á, người ta hay làm cái dạng này. Nhưng mà ngày nay bây giờ người ta bắt đầu lên án placebo rất là nhiều. Con biết tại sao người ta lên án không? Thưa thầy là bởi vì việc dùng thuốc mà cái thứ mà không phải là thuốc đó, nó sẽ làm cho bệnh nhân như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta đang lừa dối bệnh nhân. Và đó là một tí rồi, con tên là thằng gì á? Dạ Thục. Thục rồi. Thêm hồi nãy giờ thầy có để ý nha, là lớp mình phát biểu ý kiến không có đều. Thục là Nguyên là Minh là nhiều đứa rồi. Nhưng mà thầy nói lại, tụi con nên là suy nghĩ vận động. Tại thầy nói rồi, thầy không có dạy tụi con bao nhiêu đâu. Cái điều này thầy đã nói trong cái lần mà thầy trò mình đã gặp nhau về cách học y rồi. Sống say mê, học say mê, thầy nói rồi. Thì chính tụi con là thầy giúp tụi con khám phá lấy chính mình. Cho nên tụi con phải tương tác với thầy, thì thầy trò mình mới phân tách được. Và tụi con sau đó, tụi con học xong á, con chẳng cần phải rắc rối gì trong đầu tụi con, nó hình thành là của tụi con rồi. Tức là thầy hồi nãy giờ thầy giúp tụi con thôi, hiểu chưa? Thành ra cố gắng là phát biểu đồng đều một chút, chứ đừng có tập trung một số bạn thôi, nghe chưa? Và sinh viên y khoa của Đại học Quốc gia là có truyền thống, để là chủ động rất tốt, truyền thống tự học rất tốt. Cái này thầy đã nói tụi con rồi, trong cái bài mà sống say mê, học say mê rồi. Như những lớp mà tụi con sắp tới đây tụi con học, như đó anh Hải. Anh Hải là học trò của thầy. Nó tốt nghiệp năm 20... Ê Hải ơi, vậy con 2012 không mày? Dạ đúng rồi thầy ơi, con 12 tốt nghiệp 18 thầy ạ. Đó thấy chưa, anh Hải là 2012. Anh Hải rất là năng động. Đó, thầy khen anh Hải lắm á. Chứ không phải là ngồi thụ động á, là rồi á, là... Nghe tụi con, đừng thụ động. Tụi con mà thụ động là học không có được đâu. Mình phải chủ động. Thế bây giờ anh Hải là góp ý cho thầy rất là nhiều việc đó. Chứ không phải là anh Hải là cái gì thầy nói anh Hải chỉ có dạ thôi là làm đâu nha. Anh Hải tụi con phải năng động. Như vậy tụi con mới giỏi hơn thầy được. Tụi bay mà cứ hồi thầy nói sao nghe vậy thì làm sao mà giỏi hơn thầy được. Hiểu không? Dạ hiểu. Đừng có nín thinh nha. Tụi con phải giỏi hơn thầy. Mà muốn giỏi hơn thầy là phải vậy á. Phải năng động, phải tương tác với thầy, phải phản biện với thầy, có ý kiến khác với thầy. Chứ là thầy nói dạ đúng, thầy nói này dạ đúng, lát ráng nhớ bài thầy giảng để đi thi cho đạt điểm 90. Cái đó không phải là cách học đâu. Rồi tiếp theo là chỉ là placebo, một đứa nói rồi. Đứa nào có ý kiến thêm đi. Con nghĩ cái dùng placebo thì nó bị phản đối là do ví dụ người ta cũng bị bệnh thì khi một nhóm người thì dùng thuốc thì hết bệnh, còn một nhóm người sẽ trầm trọng hơn và từ đó làm tốn thời gian và cái
điều trị của người ta. Con nói cũng có lý rồi đó, nhưng mà bị gì tôi đương thử nghiệm mà, con hiểu không? Tôi đương thử nghiệm mà làm sao nói trầm trọng đó. Nhưng mà con phải phân tích trầm trọng là như vậy nè. Bây giờ nếu là anh có một loại thuốc, thầy lấy thí dụ như thầy đã từng làm nghiên cứu vậy rồi, tại vì thầy làm nghiên cứu để thầy mới dạy, thầy dạy chỉ tụi con nó dễ vậy. Thầy lấy thí dụ đi, mấy mốt tụi bay học nhiễm với thầy, học vi sinh học, ký sinh học với thầy, đây là thầy lấy thí dụ con sốt rét, ký sinh trùng sốt rét, ký sinh trùng sốt rét, thí dụ vậy. Thì từ nếu nó là loại Plasmodium thì con chưa đi vô sâu cái này đâu, tụi bay không cần đi sâu cái này, ký sinh trùng sốt rét được rồi. Thì có cái loại thuốc để điều trị, có loại thuốc điều trị là kinin đó. Thì sau này thì tụi thầy mới làm một cái nghiên cứu sử dụng thuốc đi từ dược thảo là Artemisinin. Đó. Thôi tụi con cũng cần biết là có một loại thuốc khác với kinin. Thì thầy làm một đôi, thầy làm so sánh. Một nhóm ở bên đây là thầy dùng Artemisinin, một nhóm bên đây thầy dùng kinin, thầy so sánh. Thì cái đó người ta chấp nhận. Nhưng mà nếu ở đây xài placebo thì đúng như là tụi con mới vừa nói, thì bệnh sốt rét nó sẽ trầm trọng đó. Rồi đứa nào mới nói đó, con được đứa nào vậy? Dạ con là Minh Thương. Minh Thương đó, cái này là bị phản đối. Nhưng nếu thí dụ bây giờ bệnh hiện nay đi Covid-19 thì thuốc đặc hiệu là chưa có, chưa ai công bố được là nó có giá trị hết, chưa công trình nào khẳng định. Ví dụ lúc trước tụi con có nghe là người ta dùng chloroquine để người ta trị Covid-19, nhớ không? Có nghe không? Nghe. Có nghe người ta dùng cái chloroquine để người ta trị Covid không tụi con? Dạ có thầy. Có. Thì nếu mà tụi con làm nghiên cứu, tụi con có quyền dùng bên đây là chloroquine và bên đây là placebo, thì người ta không có phản đối lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì SARS-CoV-2 á, chưa ai nói là với SARS-CoV-2 á, thì chưa ai nói là thuốc nào trị được đâu. Thành ra tôi có quyền dùng placebo, hiểu không? Nó khác với sốt rét á. Cho nên ý của đứa nào hồi nãy nói sốt rét á thì được, tức là sốt rét là bị phản đối, thì giá nóng điện cho người ta anh thì placebo sẽ được. Nhưng mà thầy dùng Artemisinin bên đây, bên kia thầy dùng kinin thì lại ổn. Kinin là thuốc truyền thống. Nhưng mà thí dụ như SARS-CoV-2 ấy, thì con dùng placebo được, tại lý do là bệnh này chưa có thuốc trị. Hiểu không? Cho nên trong nghiên cứu khoa học không phải lúc nào placebo cũng được sử dụng đâu. Thật ra là dần dần người ta phản đối, tại vì người ta nói rằng là anh nói nó có giá trị. Ngay cả những cái trường hợp này cũng có những trường hợp bị phản đối nữa. Ta nói tại vì trong cái đầu của anh cho rằng cái thuốc này có giá trị mà anh lại không cho mình đây placebo. Nhưng mà nó hay lắm con. Thầy nói cái này tụi bay cứ suy luận nha. Rồi sau này mới học kỹ với thầy sau về nghiên cứu khoa học. Thì người ta nói vậy, bây giờ tụi con cũng chia ra hai nhóm. Xin lỗi. Tụi con cũng chia ra làm hai nhóm. Tụi con cũng chia ra hai nhóm nha. Nhóm bên này không phải chia hai nhóm, mà hai nhóm này nè, có hai nhóm. Một nhóm là thuốc, một nhóm là placebo. Ví dụ như thầy nói trường hợp đối với SARS-CoV-2 đó, thì người ta làm như vậy. Tụi con có bệnh nhân, người ta không có biết cái người nào được là được uống chloroquine và cũng không biết là người nào uống placebo hết. Tụi con hiểu không? Ta làm một cách đó đó. Bây giờ tức là bệnh nhân cứ vô, rồi con cứ bốc thăm, ông Dũng ông số 1 phải không? Rồi tôi cho ông thuốc này. Ông X phải không? Ông vô ông số 3 phải không? Tôi cho ông thuốc này. Mà thuốc này là thuốc gì? Thì cái người làm nghiên cứu tụi con không biết. Hiểu không? Đó thì như vậy người ta mới chấp nhận. Tại vì anh không có thiên lệch ý kiến của anh.
và đồng thời đây là bệnh mà chưa có thuốc để trị. Tụi con có hiểu thầy nói không ạ? Dạ hiểu. Hiểu rồi ha. Rồi, thầy ơi. Sao? Ơi, hỏi đi. Dạ, con thầy có nghe không? Thầy con hỏi thầy cái. Hỏi đi con. Dạ con là nghi với thầy, con mới nghe thầy nói là khi mà kiểu chia thành hai nhóm xong cái cho bệnh hai bóc hai ông xong rồi chia hai thì cho con hỏi là như vậy nó có công bằng với những người mà có tình trạng bệnh nặng hơn không thầy? À nó không có gì không công bằng hết, tại vì khi cái người mà con chọn đó con phải có tiêu chí, tức là coi như con dựa vô cái tiêu chí tiêu chuẩn, hiểu không? Tiêu chuẩn chọn bệnh, tiêu chuẩn chọn bệnh thì ông số 1 này cũng được, ông số 3 này cũng được, đều được tiêu chuẩn chọn bệnh hết, nhưng mà con không biết thuốc mà con cho là thuốc hợp là số 1, nó có gì không công bằng. Còn hay như nếu mà cái bệnh đó con nói là nặng chứ cái bệnh đó là nhẹ thì nó vi phạm tiêu chuẩn của con thì con phải loại ra. Thí dụ bây giờ con tập trung là bệnh nặng mà con lại dựa lựa cái tiêu chí là bệnh nhẹ thì là con sai về phương pháp. Mình đã nói mình điều trị bệnh nặng, bây giờ mình lại chấp nhận bệnh nhẹ vô. Hay ngược lại, con nói là con công trình con là điều trị bệnh nhẹ mà con lại lựa ông nặng vô. Thì con lại sai, sai ngay từ tiêu chuẩn này nè, hiểu không con? Thì sau này sẽ học với thầy, tiêu chuẩn này nó sẽ nằm trong protocol nghiên cứu khoa học của con. Tức là cái đề cương, cái kế hoạch con làm nghiên cứu là cái gì, con phải tuân thủ cái đó. Chứ bây giờ đương nhiên là con kế hoạch của con là bệnh nặng, mà con lại đưa ông bệnh nhẹ vô. Ngược lại kế hoạch con là bệnh nhẹ, con đưa ông bệnh nặng vô thì sai. Như hiểu không con? Dạ, con hiểu, nhưng mà ý là không những mà bệnh nặng mà có nghĩa là có nhiều cái yếu tố khác tác động vào á thầy. Cũng như là tuổi tác thì cũng khác nhau, à, cái giới khác nhau. Cái chuyện đó Nhi ơi đều nằm trong tiêu chuẩn. Con phải tuân thủ đúng. Nếu giả sử thầy nói là tiêu chuẩn của con là nhẹ nặng gì cũng giống nhau, con đặt ra protocol vậy đi con nghiên cứu, thì lúc đó nặng nhẹ gì cũng là giống nhau rồi. Tại vì ví dụ như bây giờ trị SARS-CoV-2 nặng cũng đâu có thuốc đặc trị, nhẹ cũng chưa thuốc đặc trị. Bây giờ con đề ra là chloroquine có thể trị được, con nói như vậy, con đưa ra giả thuyết con cho là chloroquine trị được, thì đó là con nói thôi chứ cái gì chứng minh, con phải làm nghiên cứu, phải không? Vậy thì nặng nhẹ cũng giống nhau, đó là tùy vào cái này của con nè, tùy vào protocol của con nè, hiểu chưa? Đó, thì vào đây nè, đó là quan trọng cực kỳ. Rồi, thầy nói gì hiểu không? Hiểu không Nhi? Rồi hay là có đứa dạ, nào? Dạ, dạ, con hiểu rồi thầy. Em. Cảm ơn thầy. Hả? Dạ, dạ, con hiểu rồi ạ. À, đó, rồi tụi con đó, thầy chừa lại chữ rồi tụi con cho con, tụi con đó. Thấy chưa? Nó đâu có gì không công bằng đó. Rồi, hỏi gì thầy rất khen, thầy rất thích tụi con hỏi đó. Hỏi nữa đi. Hỏi nữa. Alo ạ. Rồi, hỏi đi con. À, dạ, em có câu hỏi là khi mà mình tuyển người cho một cái clinical trial như vậy thì nếu không nhầm là phải có, mình phải có sự đồng thuận của cái người tham gia, đó là mình phải đưa cho họ cái bản gọi là cái gì consent gì đó. Đúng thì, rồi. Dạ. Thì trong cái bản đó mình có ghi ra là là người tham gia có thể sẽ nhận được placebo không ạ? Có chứ. Con không ghi sao được. Con phải ghi đây là công trình tôi sẽ sử dụng giày và giải dược. Phải ghi chứ con. Cái đó là vô sinh mệnh người ta mà, đó là quy định á. Quy định đó là y đức á. Con có thể đưa cho người ta uống một loại thuốc mà người ta chẳng biết nó là cái gì. Hiểu không? Con trả lời như thầy đó. Dứt khoát nha. Dứt khoát. Phải đưa. Rồi, đứa nào hỏi nữa đi. Hết phải không? Dạ thầy ơi, placebo đó. Nó có bao giờ nó kiểu nó xài placebo trước xong sau đó mà mình tìm ra được cái thuốc xong rồi mình cho người ta xài thuốc thì nó có kiểu tác dụng phụ gì tác dụng gần với nhau không thầy? Rồi nó làm giảm cái hiệu quả của thuốc ấy ạ? Thầy chưa nghe rõ ý của Nhi lắm. Nói lại đi con. Dạ, sau khi mà mình khảo sát xong thì mình có cho bệnh nhân uống cái thuốc đặc trị là hiệu quả thầy. Thì cái nếu mà bệnh nhân dùng placebo hồi trước thì nó có ảnh hưởng gì tới cái hiệu quả thuốc đằng sau này không ạ?
đâu có ảnh hưởng gì con. Placebo là ví dụ con cho người ta uống viên kẹo á, viên kẹo đường thôi, đâu có chuyện gì đâu, hiểu không? Không phải, hoặc là thường thường placebo là kẹo hoặc là bột á, gạo mình ăn người ta xấy thành bột, ta cho làm viên thuốc, đâu ảnh hưởng gì con. Chứ placebo là không được độc à, placebo là cái như vậy đó. Tức là giờ thí dụ như là hai người bệnh thì cái ông uống placebo, ông chẳng qua là để ông đối chiếu với cái ông có thuốc thôi, chứ ông đâu bị hại gì. Nhưng mà nếu mà thí dụ thuốc có hiệu quả thì ông không được hiệu quả, thuốc cái ông kia là được. Chính đó là cái điều mà người ta đặt ra vấn đề là mấy anh là không nên làm placebo. Nhưng mà cái người nghiên cứu ta nói rõ, tại vì tôi cũng chưa chắc là thuốc tôi có hiệu quả đâu. Tôi chỉ nêu giả thuyết thôi, tôi chỉ nêu giả thuyết là thuốc tôi có hiệu quả chứ tôi có chắc đâu. Biết đâu uống vô chẳng ăn thua gì hết.